mời nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ đại diện hội đồng nghệ thuật nhận xét phần thi của hai thí sinh vừa rồi. Thành thật chúc mừng hai em đã hoàn thành bài thi của mình. Trước tiên thì cô sẽ có mấy cái lời góp ý với em Mẹo. Vì cô cũng hết sức là vui mừng khi em đã hoàn thành cái bài thi rất là tốt, và cũng có cảm tình với em bởi vì quê hương từ Bình Định và cũng tốt nghiệp trường đại học, mà yêu mến sân khấu thì là một cái điều rất là quý cho sân khấu cải lương. Đặc biệt thì em có một cái dáng dấp tuy rằng rất là nhỏ con, nhưng mà gương mặt lên cô lén nhìn vào hình ảnh thì thấy em rất ăn ẩm. Chúc mừng em. Và em có một cái nụ cười chân chất, cái gương mặt của em lên hình thì dễ gây tình cảm cho người xem. Và nói tóm lại là có một gương mặt rất là ăn ẩm. Về giọng hát của em thì giọng em rất là ngọt ngào, mà bên cải lương chúng tôi hay nói là rất là hợp với lại kép mùi. Em có một cái cách vào vọng cổ cũng rất là hay. Cái vế 1 của em vào ngày hôm nay rất hay. Cái vế 2 của em chỉ có một điều cô rất là tiếc, là khi em vào chữ thi đầu tiên của vế 2 thì em tống hơi mạnh quá. Em thi suốt cái vế 2 cũng rất tốt, nhưng khi em vào chữ hò cuối cùng thì hơi đuối một chút. Nhưng mà nói tóm lại thì cái cách vào vọng cổ của em thì rất là ngọt ngào, cách diễn cảm của em cũng rất là tốt. Và cô xin một lần nữa chúc mừng em đã hoàn thành bài thi của mình rất là tốt hôm nay. Cô có đôi lời với Lâm Thị Nhãn. Em cũng mang dáng dấp của một cô gái Hậu Giang, lên sân khấu thì rất là dễ thương, rất là hiền hòa. Em có một cái chất giọng rất là sáng, chất giọng khỏe, sáng. Ngày hôm nay thì em ca rất ngọt, nhịp nhàng cũng rất là vững. Và cô cũng có lời khen em là em vững tâm lý trên cái sân khấu. Vì ngày hôm nay cuối bài Phước Châu, em có quên một cái lời nhưng em lướt và em giữ vững được cái nhịp đó. Thì cô rất là khen em là có bản lĩnh khi đứng trên sân khấu hát. Về cái phần phụ diễn của các bạn đề ngày hôm nay, các em cũng có những người bạn diễn rất là tuyệt vời đã góp phần thành công của các em. Và ngày hôm nay cô cũng rất mừng là chương trình ngày hôm nay các em có những tiến bộ rất là rõ rệt. Có thể thấy đâu đó dáng dấp của những cái chuông vàng lấp lánh rồi. Một lần nữa cô xin chúc mừng các em.